Chào mừng các em học sinh tham dự buổi học trực tuyến môn mỹ thuật lớp 2. Hôm nay, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết 2 của chủ đề Cặp sách xinh xắn. Các em thân mến, trong tiết 1, cô đã hướng dẫn các em cách tạo hình một chiếc cặp sách. Và sang tiết 2 này, cô sẽ hướng dẫn các em tạo hình một số đồ dùng học tập thân quen. Trước khi vào bài, em hãy kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập chưa nhé. Đồ dùng học tập hôm nay gồm có sách phòng mỹ thuật lớp 2, giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, tẩy và màu vẽ. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là các em chỉ ra được cách tạo hình và trang trí sản phẩm bằng hình thức gấp, cắt, dán giấy. Tạo hình và trang trí được một số đồ dùng học tập bằng giấy, bìa màu. Nêu được vẻ đẹp về hình dáng, cách trang trí và tác dụng của một số đồ dùng học tập. Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập nữa nhé. Nhằm giúp các em đạt được yêu cầu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1. Khám phá, tìm hiểu về một số đồ dùng học tập thân quen. Giới thiệu với các em, đây là hình ảnh của một số đồ dùng học tập. Các em hãy quan sát thật kỹ và kể tên một số đồ dùng học tập. Miêu tả hình dáng, màu sắc của một số đồ dùng học tập. Theo em, đồ dùng học tập có tác dụng gì? Em hãy dừng video, quan sát và suy nghĩ để trả lời những câu hỏi trên nhé. Các em có thấy có rất nhiều đồ dùng học tập thân quen như hộp bút, màu vẽ, sách vở, thước kẻ, kéo, bút chì, bút máy. Mỗi đồ dùng học tập lại có hình dáng, màu sắc và tác dụng khác nhau. Hộp bút dùng để đựng bút, màu để vẽ, sách vở để đọc, để viết, thước để kẻ, kéo để cắt, bút chì, bút mực dùng để viết, để vẽ, vân vân. Mỗi đồ dùng học tập lại có tác dụng khác nhau, nhưng tất cả đều giúp em học tốt đấy. Em hãy yêu quý và giữ gìn những đồ dùng học tập thân quen này nhé. Các em có biết không, tất cả các đồ dùng học tập trên đều có thể tạo hình bằng cách vẽ, nặn hoặc xé dán đấy. Đây là một số sản phẩm đồ dùng học tập. Các em hãy quan sát và cho cô biết tên các đồ dùng học tập trên. Các sản phẩm được tạo hình bởi chất liệu gì? Các em ạ, trong hình cô thấy có hộp màu, bút chì, thước kẻ, kéo được tạo hình bằng giấy màu đấy. Các em thân mến, trong hoạt động này các em hãy ghi nhớ tất cả các đồ dùng học tập như cặp sách, hộp bút, bút chì, thước kẻ đều có thể tạo hình bằng hình thức cắt, dán, gấp giấy màu đấy. Và không để các em chờ lâu, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Cô sẽ hướng dẫn các em cách tạo hình một số đồ dùng học tập thân quen nhé. Đầu tiên, cô mời các em xem video để biết cách tạo hình một số đồ dùng học tập nào. Xin chào các bạn nhỏ! Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách làm một số đồ dùng học tập thân quen để cất vào trong chiếc cặp sách xinh xắn này nhé. Đầu tiên, cô hướng dẫn các em cách tạo hình một chiếc thước kẻ bằng giấy màu nhé. Em có thể chọn một tờ giấy màu mà mình thích. Sau đó, dùng chiếc thước kẻ của mình in lên trên tờ giấy màu đó. Sau khi in hình thước kẻ, em có thể dùng kéo và cắt rời hình chiếc thước kẻ đó ra khỏi phần giấy màu. Tiếp theo, em dùng bút và vạch cm. Để chiếc thước kẻ được đẹp, em có thể trang trí giống như chiếc thước kẻ của mình đang dùng hoặc trang trí theo ý thích bằng các hình học, hình hoa lá, con vật, hoa quả, vân vân.
Và bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em cách tạo hình một hộp màu sáp nhé. Tương tự như cách tạo hình thước kẻ, em có thể sử dụng luôn hộp màu của mình và in xuống một tờ giấy màu mà mình thích. Sau đó, em vẽ từng cây bút màu và tô màu theo ý thích nhé. Để tạo hình một chiếc kéo bằng giấy màu, em cũng có thể sử dụng luôn chiếc kéo của mình và in hình xuống giấy. Sau đó, em trang trí hoặc tô màu vào chiếc kéo theo ý thích nhé. Cây bút chì cũng là một người bạn thân thiết theo em đến trường. Để tạo hình một cây bút chì, đầu tiên em hãy cắt một băng giấy dài làm thân bút. Sau đó, em vẽ phần tẩy và phần đầu bút. Em vẽ màu theo ý thích và cắt phần đầu bút sao cho nhọn giống như cây bút chì. Với phần đầu bút, em có thể dùng màu và tô đen như hình cô đang làm nhé.
Các em thân mến, như vậy là cô đã hướng dẫn các em cách làm một số đồ dùng học tập thân quen. Và bây giờ em hãy sử dụng những chiếc đồ dùng học tập này để làm đồ chơi cùng với chiếc cặp sách của mình nhé. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ thêm yêu các đồ dùng học tập và biết cách giữ gìn, trân trọng những đồ dùng học tập mà mình đang có nhé. Các em thấy đấy, ngoài cặp sách, các em có thể tạo hình những đồ dùng học tập khác bằng giấy màu phải không? Và bây giờ, cô mời các em quan sát thêm một số bài tham khảo để có thêm ý tưởng làm bài thực hành cho mình nào. Sau khi nghe cô hướng dẫn là em đã rất tự tin để làm bài thực hành rồi phải không? Cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo để cùng nhau làm bài thực hành nhé! Yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy tạo hình một số đồ dùng học tập thân quen. Cô chúc các em có thật nhiều những sản phẩm mỹ thuật đẹp. Các em thân mến, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo gợi ý sau. Em đã tạo hình được đồ dùng học tập nào? Đồ dùng học tập đó có hình dáng và màu sắc như thế nào? Em đã tạo ra sản phẩm đó bằng cách nào? Đồ dùng này có tác dụng gì? Em sẽ làm gì để giữ gìn đồ dùng học tập đó? Em có thể vận dụng sáng tạo, kiến thức của bài học này để chơi trò chơi bán hàng. Cùng nhau tạo cửa hàng cặp sách và cửa hàng đồ dùng học tập để chơi bán hàng nhé! Các em nhớ nhé! Sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho ông bà và bố mẹ cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét nhé. Xem và chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Học Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.